Sau cuộc hành trình, họ tách Piotr ra khỏi những người bị giam khác và đưa chàng vào một ngôi nhà thờ bị phá tan hoang và bị ô uế. Đến chập tối, một nhân viên sĩ quan coi nhà tù vào nhà thờ nói cho Piotr biết rằng chàng đã được tha tội chết và bây giờ sẽ được đưa vào trại tù binh. Họ đưa chàng đến một khóm nhà lán làm bằng những mảnh ván và những xúc gỗ cháy dở dựng trên một cánh đồng, và dẫn chàng vào một trong những cái lán. Trong bóng tối có chừng 20 người thuộc đủ các hạng đứng vây lấy Piotr. Piotr nhìn họ, không hiểu họ là ai, tại sao họ ở đây và họ muốn gì chàng. Chàng cũng có nghe những lời họ nói với chàng, nhưng không rút ra được một kết luận nào và không biết dùng những điều nghe được vào việc gì hết. Chàng hiểu. Họ hỏi thì chàng trả lời. Nhưng chàng không rõ người đang nghe mình nói là ai và họ hiểu những câu trả lời của mình ra sao. Chàng nhìn những khuôn mặt, những bóng người trong lán, và những khuôn mặt, những bóng người ấy chàng đều thấy vô nghĩa như nhau. Từ cái phút mà Piotr mục kích vụ giết người khủng khiếp kia do những người tiến hành. Tuy họ không muốn làm như vậy, chàng chợt cảm thấy hình như cái dây cót giữ vững mọi vật và cho mọi vật một dáng dấp có sức sống trong tâm hồn chàng bỗng bị giật tung ta, và mọi vật đều sụp đổ thành một đống hỗn độn và vô nghĩa. Tuy chàng không có ý thức rõ rệt, lòng chàng đã mất hết tin tưởng vào tính chất hài hòa của thế giới, vào lòng người cũng như vào lòng mình, vào Thượng Đế. Trước đây Piotr cũng từng có tâm trạng như vậy nhưng chưa bao giờ nó mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia những khi trong lòng chàng nổi dậy những mối ngờ vực như thế, thì cội nguồn của nó đều là những lỗi lầm của chàng. Và những lúc ấy trong thâm tâm Piotr cảm thấy con người thoát khỏi những thất vọng ngờ vực này có thể tìm ngay trong bản thân chàng. Nhưng bây giờ chàng cảm thấy không phải là lỗi tại chàng mà thế giới sụp đổ xuống trước mặt chàng như vậy. Chỉ còn lại những đồng vụn vô nghĩa, chàng thấy mình không sao lấy lại được lòng tin vào cuộc sống nữa. Có nhiều người vây quanh chàng trong bóng tối. Chắc là họ thấy chàng có một cái gì lạ lắm. Người ta đã nói với chàng điều này điều nọ. Hỏi han chàng chuyện nọ chuyện kia, rồi dẫn chàng đến chỗ này cho nọ, và cuối cùng chàng thấy mình đứng trong góc lều bên cạnh những người nào không biết đang nói cười cười chung quanh. Anh em ạ, đây chính là cái ông hoàng thân mà. Mở ngoặc đơn, chữ mà này được nhấn mạnh đặc biệt. Có tiếng ai nói ở góc lán đối diện. Piotr lặng thinh ngồi không động đậy trên lớp dạ chảy sát vách, khi thì mở mắt ra, khi thì nhắm mắt lại. Nhưng chàng vừa nhắm mắt đã trông thấy ở phía trước hiện ra khuôn mặt khủng khiếp. Đặc biệt khủng khiếp là vì nó kinh dị lạ thường, của người thợ, và những khuôn mặt của bọn sát nhân bất tự giác kia còn khủng khiếp hơn nữa vì vẻ lo lắng bứt rứt của nó. Và chàng lại mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bóng tối bao bọc quanh mình. Bên cạnh chàng có một người nhỏ bé ngồi cúi lom khom. Lúc đầu Piotr nhận thấy cạnh mình có người này là vì cái mùi mồ hôi rất nặng bốc ra mỗi khi hắn ta cử động. Hắn đang lúi húi trong bóng tối cúi xuống sát bàn chân làm gì không rõ, và tuy không trông thấy mặt hắn, Piotr vẫn có cảm giác rằng hắn luôn luôn đưa mắt nhìn chàng. Khi mắt đã quen nhìn trong bóng tối, Piotr hiểu rằng người ấy đang cởi giày cởi dép gì đấy, và cách hắn ta cởi giày khiến chàng chú ý. Sau khi tháo mảnh rẻ dài quấn ở chân, hắn cẩn thận cuốn mảnh rẻ lại và lập tức chuyển sang chân kia, vừa cởi vừa liếc mắt nhìn Piotr. Trong khi một tay hắn đang treo mảnh vải lên vách, tay kia đã bắt đầu tháo mảnh vải ở chân kia. Sau khi tháo những mảnh vải quấn chân một cách cẩn thận, với những động tác tròn trĩnh, khéo léo không vấp váp, tuần tự kế tiếp nhau như vậy, người ấy treo mấy mảnh vải quấn chân lên những cái cọc đóng vào vách ở trên đầu. Lấy một con dao con ra cắt một vật gì, xếp dao lại, đút xuống chỗ gối đầu, và sau khi ngồi lại cho thoải mái hơn, hắn ta đưa tay ôm lấy hai đầu gáy nhô cao lên và nhìn thẳng vào Piotr. Piotr cảm thấy những động tác khéo léo trong cách thu xếp cái góc nhà thành chỗ ở và ngay trong cái mùi mồ hôi của người ấy nữa đều có một cái gì dễ chịu và tròn trĩnh khiến cho chàng thấy bình tâm. Chàng cũng chăm chú nhìn lại. Chắc ông đã gặp phải lắm chuyện không may, phải không? Con người bé nhỏ kia bỗng cất tiếng nói. Và trong giọng nói ngân nga của hắn ta có một âm sắc hồn hậu và dịu dàng khiến Piotr muốn trả lời, nhưng hàm dưới chàng cứ run lên, và chàng thấy nghẹn ngào không nói được. Nhưng ngay lúc ấy không để cho Piotr lộ vẻ bối rối, lại nghe cái giọng nói dễ chịu ấy nói tiếp.
Thôi anh bạn ạ, đừng buồn, người ấy nói với cái giọng ngân nga và âu yếm như giọng những bà già nông dân Nga, đừng buồn anh ạ. Khổ một giờ, sống đời đời. Thế đây anh bạn ạ. Và nhờ trời sống thế này cũng tạm ổn. Người cũng có người xấu, người tốt, hắn nói, và chưa hết câu, hắn đã chống gối nhỏm dậy với một động tác mềm mại, rồi vừa ho hắng vừa bỏ đi đâu không rõ. À, đồ mất dậy, đã về đấy à? Giọng nói dịu dàng lúc nãy từ cuối lều vọng lại. Nó, lại về cái con mất dậy này này, thì ra nó cũng nhớ. Thôi thôi, được rồi. Và người lính vừa đẩy một con chó nhỏ đang chồm lên người vừa trở về cho cũ và ngồi xuống. Tay hắn ta cầm một gói gì bọc trong miếng rẻ rách. Đây ông sơi một chút ông ạ, người lính nói, trở lại giọng bốc kính cẩn như cũ, tay mở gói rẻ và đưa cho Piotr mấy củ khoai nướng bữa ăn chiều vừa rồi có súp. Nhưng khoai này ngon lắm. Suốt ngày hôm ấy Piotr không ăn gì, cho nên mùi khoai nướng bốc lên khiến chàng thấy dễ chịu lạ lùng. Chàng cảm ơn người lính và bắt đầu ăn. Ấy chết kìa, cứ thế mà ăn. Người lính mỉm cười nói đoạn lấy ra một củ khoai. Ăn như thế này này. Hắn ta lại lấy con dao xếp ra, để củ khoai lên lòng bàn tay cắt ra làm hai miếng bằng nhau, lấy muối gói trong những miếng rẻ rắc lên và đưa cho Piotr. Khoai ngon lắm, hắn nhắc lại. Ăn như thế này này, anh ăn đi. Piotr tưởng chừng chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn thế. Tôi thì chẳng nói làm gì. Piotr nói, nhưng tại sao họ đem bắn những người khốn khổ ấy? Chấm, 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 người sau cùng chỉ độ 20 tuổi. Xuyệt xuyệt, người lính nhỏ bé nói. Thật là có tội, thật là có tội. Chấm, chấm, hắn nói thêm rất nhanh, và dường như những lời nói của hắn bao giờ cũng sẵn sàng trong miệng và bất thần tuôn ra, hắn nói tiếp, sao thế, ông ở lại Moscow à? Tôi không ngờ chúng đến nhanh như thế. Tôi tình cờ ở lại, Piotr nói. Thế chúng nó bắt anh như thế nào hở anh bạn? Vào nhà bắt à? Không, tôi đi xem cháy nhà, thế là chúng nó bắt tôi, buộc cho tôi tội đốt nhà. Đâu có xét xử là ở đấy có oan ức, người lính nhỏ bé nói. Thế anh ở đây đã lâu chưa? Piotr hỏi trong khi nhai nốt củ khoai cuối cùng. Tôi ấy à? Chủ nhật vừa rồi chúng tôi ra khỏi nhà thương Moscow. Thế anh là thế nào, lính à? Lính trung đoàn Absenron, bị sốt gần chết, họ chẳng bảo gì chúng tôi cả. Trong bọn họ nằm ở nhà thương chúng tôi có cả thầy chừng 20 người. Họ cũng chẳng biết nữa, mà cũng chẳng ngờ. Anh ở đây có buồn không? Piotr hỏi. Sao lại không buồn, anh bạn? Tôi là Plantin, họ Karatayev. Người lính nói thêm, chắc là để cho Piotr dễ xưng hô khi nói chuyện. Trong đơn vị họ đùa tôi là con điểu con. Sao lại không buồn anh bạn? Moscow là bà mẹ của các thành phố. Trông thấy thế ai chả buồn. Nhưng con sâu ăn bắp cải thì lại chết trước bắp cải, các cụ vẫn bảo mà, hắn ta nói thêm rất nhanh. Sao, anh nói thế nào? Piotr hỏi. Tôi ấy à? Maralayev nói. Tôi bảo là kẻ xét xử không phải chúng ta mà là chúa, hắn đáp yên chí rằng mình đang nhắc lại câu vừa nói, rồi lập tức nói tiếp. Thế nào, anh cũng có điền trang chứ? Có nhà cửa chứ? Anh chắc là giàu có ê hề lắm nhỉ? Thế có bà chị ở nhà không? Ông cụ, bà cụ còn cả chứ? Hắn hỏi, và tuy Piotr không trông thấy hắn trong bóng tối, chàng cảm thấy môi người lính đang mỉm cười một nụ cười rụt rè và trìu mến trong khi hỏi chàng. Hắn ta hình như lấy làm buồn khi biết Piotr không còn cha mẹ, nhất là không còn mẹ. Vợ là để bàn bạc, bà nhạc là để đón chào, nhưng không có ai quý cho bằng mẹ đẻ ra mình. Hắn nói thế có con không? Hát hỏi tiếp, khi nghe Piotr nói là không, hắn hình như lại lấy làm buồn, và vội vã nói thêm. Thôi hai người còn trẻ, nhờ trời rồi sẽ có. Miễn sao sống với nhau cho hòa thuận. Nhưng bây giờ thì còn thiết gì, Piotr bất giác thốt lên. Chà cái ông này, cái bị cũng phúc, nhà ngục cũng may chứ, Platon cãi. Hắn ngồi lại cho thoải mái, đằng hắng mấy cái, hẳn là đang sắp sửa kể một câu chuyện dài. Đấy, ông xem, tôi đang ở nhà, hắn mở đầu. Điền trang thì chủ phú tất nhiên, nông dân sống khá giả, nhà tôi cũng thế, đội ơn Chúa. Cha tôi ngày ngày ra đồng cắt cỏ. Chúng tôi sống khá giả lắm. Chúng tôi ăn ở như người cơ đốc giáo yên lành. Thế rồi, chấm, chấm.
và Platon kể một câu chuyện dài, chuyện hắn ta đi vào rừng cùng nhà địa chủ láng giềng đãn gỗ chẳng may bị lão kiểm lâm bắt được. Họ đánh hắn, đem ra tòa xét xử rồi bắt đi lính. Ấy thế anh bạn ạ, hắn nói tiếp, giọng nghe hơi khác đi và đang nhoẻn miệng cười, tưởng là chuyện buồn hóa ra là chuyện vui. Tôi mà không bị tội thì em tôi phải đi rồi. Chú nó có 5 con, còn tôi thì chỉ có một mình vợ tôi ở nhà. Trước kia tôi cũng có mụn con gái, nhưng chúa đã gọi về từ trước khi tôi đi lính. Có dạo tôi được về phép, anh ạ, tôi thấy cả nhà sống khá giả hơn trước. Nhà rất nhiều miệng ăn, đàn bà ở nhà, hai chú nó hì đi kiếm ăn ở chỗ khác. Chỉ có Mikhailo, chú em út nhà tôi ở lại. Ông cụ nhà tôi bảo, con nào cũng như nhau. Cắn móng tay nào mà chẳng đau. Thằng Platon mà không bị bắt đi lính thì thằng Mikhailo cũng phải đi. Ông lão gọi cả nhà lại đứng trước tượng thánh ông ạ. Mikhailo, ông lão bảo thế, lại đây, cả bà nó nữa, lại đây, và cả các con nữa, lại đây mà quỳ trước tượng chúa. Hiểu chưa, ông lão bảo thế, đấy, anh bạn ạ. Cũng tại số cả, ta thì phán đoán, cái này, không tốt, cái kia không ổn. Bạn ạ, hạnh phúc của ta cũng như nước ở trong cái đó bát ấy. Bỏ xuống thì đầy nước, rước lên thì rỗng không? Thế đấy, và Platon trở mình, ngồi lại trên ổ rơm. Ngồi lặng im một lúc, Platon đứng dậy. Thế nào, chắc ông buồn ngủ rồi phỏng. Platon nói đoạn bắt đầu làm dấu thánh giá rất nhanh, mồm lầm rầm cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, lạy Thánh Nikolai, Frollo và Lapra, lạy Chúa Giêsu phù hộ cứu vớt chúng con. Hắn kết thúc sụp lạy sát đất, đứng dậy thở dài và ngồi xuống ổ rơm. Thế đấy, lạy Chúa cho con ngủ thật đầy, dậy thật giòn. Nói đoạn hắn ta nằm xuống, kéo chiếc áo khoác đắp lên người. Anh đọc kinh gì thế? Piotr hỏi. Hả? Lanto nói. Hắn đã thiêu thiêu ngủ. Kinh gì ấy à? À cầu nguyện Chúa đấy. Thế anh không đọc kinh à? Có chứ, tôi cũng đọc, Piotr nói. Nhưng anh đọc cái gì mà có cả Frollo là Lapra thế? Chứ còn sao nữa, Platon đáp nhanh, đó là hai vị thánh của loài ngựa. Cũng phải thương lấy súc vật chứ. Chà, đồ mất dạy, cuộn thu lu thế hả? Ấm rồi chứ, đồ chó đẻ. Platon vừa nói vừa sờ sờ con chó nằm ở dưới chân rồi lại trở mình sang một bên và ngủ thiếp đi ngay. Ở bên ngoài, xa xa đâu đó có tiếng kêu khóc và qua những khe hở trên vách lều thấp thoáng có ánh lửa. Nhưng trong lều im lặng và tối om, Piotr hồi lâu không ngủ. Mắt mở thao láo nằm trong bóng tối nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Platon nằm cạnh chàng và cảm thấy cái thế giới trước đây đã sụp đổ bây giờ lại nảy lên trong lòng chàng và với một vẻ đẹp tinh. Khôi dựa trên những nền móng mới mẻ, chắc chắn không gì lay chuyển nổi.